Xin chào các bạn, tiếp tục. Ở đây gặp hai bạn này đang live stream các bạn ạ. Hai để cái điện thoại đây đang live stream sao? Hai bạn này có hai cái mũ khác nhau này, nhưng mà rất đẹp. Trang phục cũng rất đẹp luôn. Có vẻ là hai bạn này đủ nhất ngày hôm nay nhỉ, rất là nhiều khán giả phía sau này. Ở đây các bạn có thể thấy mọi người đang rất là tò mò xem hai bạn này live stream ở giữa chỗ đông người đây. Nhưng mà tốt nhất là ở đây thì cũng khá là tuyệt vời, bởi vì rất đông người, rất đông vui các bạn ạ. Hai bạn cho anh hỏi một vài câu được không? Em có thể cầm cái này nói cho nó rõ hơn đấy. Em tên là gì nhỉ? Em ạ. Vâng. Em tên là Hoa. Tên Hoa. Bạn em đến từ đâu? Em đến từ Lào Cai. Từ Lào Cai luôn. Thế là em đến từ lúc sáng hay là đến từ hôm qua? Em đến từ hôm qua rồi anh ơi. Đến từ hôm qua rồi à? Ở trên kia xa nhỉ? Hôm nay em đi với ai? Có chồng cùng đi không? Có. Có à? Chồng ở đâu rồi? Chồng đi chơi. Chồng đi chơi rồi à? Để cho chồng đi chơi mà đi bắt đi kéo vợ khác thì hỏng rồi. Có lo không? Vâng, chồng đi kéo người khác thì mình cũng đi chơi thôi. Thế cũng để cho người khác kéo à? Ôi, thế thì nói thế thôi chứ già rồi không ai kéo đâu. Em sinh năm bao nhiêu đấy? Em 93. 93 à? Thế lấy chồng cũng khá lâu rồi đấy nhỉ? Vâng, em lấy được mấy năm rồi. Mấy năm rồi? Tầm 7-8 năm rồi. 7-8 năm rồi. Cảm ơn em nhá. Vâng. Chúc em đi chơi vui vẻ nhá. Vâng. Ở đây có mấy bạn này. Này đang ngồi ở đây. Ở đây là một cái thủy điện các bạn nhá. Ở dưới này là cái thủy điện. Thủy điện nhỏ nhỏ. Mấy bạn này chắc còn nhỏ tuổi lắm. Ở đây tối thì người ta sẽ tỏ tình với nhau các bạn ạ. Nếu tỏ tình không thích thì người ta sẽ kéo về làm vợ. Nhưng mà bây giờ không biết là có kéo được không. Kéo vợ chỉ là phong tục của ngày xưa, còn bây giờ mình nghĩ là không có, chắc là không có. Chào em nhé. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 15 ạ. 15 à? 15 tuổi rồi, có người yêu chưa? Có chồng rồi. Có chồng rồi ha? 15 tuổi có chồng, lấy chồng lâu chưa? Lấy được 3 tháng rồi. 3 tháng rồi ạ? 15 tuổi lấy chồng rồi, được 3 tháng rồi. Nhìn người rất là nhỏ nhắn đây các bạn, đã có chồng rồi. Thế hôm nay không cho chồng cùng đi chơi à? Chồng không ra. Hả? Chồng không ra. Chồng không ra à? Chồng ở nhà à? Chồng ở nhà. sao không rủ chồng cùng đi? Nếu mà đi một mình như này, người ta tưởng là chưa có chồng, người ta bắt về làm vợ thì sao? Bắt thì đi luôn. Bắt thì đi luôn á? Thế là bỏ chồng ở nhà à? Mẫu thế. Đâu có tôi. Người ta không bắt đâu. Người ta không bắt à? Bỏ là con chồng đi, người ta đi luôn, người ta không bắt. Thế là mình nói chuyện người ta thích đi chơi với nhau là đi được không? Không được á? Thì người nhà họ thấy họ chửi. Thế à? Nếu mà không thấy thì có sao không?
Nói trêu vui thế thôi nhưng mà cũng khó nhỉ. Mình đã có chồng rồi thì mình chỉ đi ra đây để chơi cho vui thôi, đúng không? Em tên là gì nhỉ? Em tên là Dợ. Dợ à? Dợ, 15 tuổi đã lấy chồng rồi. Tí nữa em lôi em. Chào em nhá. Hai em có người yêu chưa? Có chưa? Chưa à? Thế hôm nay có định cho anh nào kéo về làm vợ không? Không à? Thế hôm nay đi chơi thôi à? À, nếu mà có anh nào kéo thì có đồng ý không? Không à? Thế con muốn có người yêu không? Muốn có người yêu chưa? Chưa. Chưa à? Em bao nhiêu tuổi rồi? 13. 13 à? Còn nhỏ tuổi quá nhỉ. À, thường thường thì anh cũng thấy một số bạn thì 13 tuổi cũng đã lấy chồng rồi. Thế em đã có muốn lấy chồng chưa? Chưa. Thôi đợi lớn một tí đã nhỉ. Hai em đi chơi đi mấy người? Đây hai chị em à? Bạn à? À em ở bản nào? Ở bản nào? Ở đây à? Bản gì cơ? Bác Khôn à? Ở chỗ nào? Đi lên đằng này à? Ờ. Xa không? À trên trả số đấy á? Thế là đi bố mẹ đưa đi hay là tự đi? Bố mẹ đưa đi. Bố mẹ đưa đi à? Thế tối nay ngủ đâu hay là về? Không biết. Không biết á? Nếu mà bố mẹ ngủ ở đây thì mình có ngủ ở đây không? Hãy xin cho nhé. Hai bạn này chắc là thích nhau rồi. Đấy, kéo rồi các bạn ạ. Ơ? Bỏ tay ra tí nữa bạn ấy chạy mất bây giờ. Xấu hổ á? Chắc là thấy mình ở đây nên là các bạn ấy ngại. Bạn này có một cái bạn đồng kiểu như đồng xu ấy, lẹt xẹt pha cho tiếng kêu rất là hay. Anh kêu ra nhân vợ thế nào? Chào em nhá. Có bạn nào có chồng hay là có người yêu chưa? Thế hôm nay có định cho anh nào kéo về làm vợ không? Không à? Phải bảo anh là đủ can đảm không đã? Hay là cho anh kéo đi nhỉ? Được không? Được không? Cho anh kéo nhá. Được không? Anh kéo có được không? Có. Có à? À cho anh. Rồi anh kéo luôn nhá. Đưa tay nào? Đưa tay đây nào? Đây, đưa tay đây. Bạn này đồng ý rồi nhưng mà không đưa tay này các bạn ơi. À, em ơi. Dạ. Em tên là gì? Tên Giang. Giang à? Vâng. Em năm nay bao tuổi? 13. 13 tuổi. Vâng. Bạn này tên là gì? Bạn là chú. Cái gì? Em là chú. Chú à? À năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? 12. 12 tuổi. Em ở bản nào? Bản chú. Bạn gì? Tính Vũ. Anh cũng chưa biết ở chỗ đấy luôn. Chào em nhá. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em nay bao tuổi rồi? 15 à? Có người yêu chưa? Có chưa? Chưa à? 15 à? Thế còn em gái chưa? Bạn này có cái nơ trên đầu rất đẹp này các bạn ạ. Em tên là gì? Còn em xa đây không? Em... Hả? Cái gì? Anh không nghe rõ luôn. Mấy bạn này nói kiểu ngại như thế thẹn hay sao là không dám mới to. Em ở bản nào? Hả? Bản Lái á? Bản Lái à? Bản Lái anh không biết bản đấy ở đâu. Nói to lên. Dạ em. Chúng cho nó đẹp đi. Đây kéo được em nào chưa? Xa rồi. Đây đúng không? Hai bạn này là người yêu của nhau à? Đúng rồi. Yêu nhau lâu chưa? Vừa yêu. Vừa yêu lúc nãy à?
Có phải kéo không hay là chỉ tán thôi? Kéo vẫn được, tán vẫn được. Tán vẫn được nhưng mà mình tán cho nó lịch sự nhỉ. Em năm nay bao tuổi rồi? Em 16 tuổi. 16, còn em? 13 á? 13 tuổi mà cũng muốn lấy luôn à? Lấy không? Sắp rồi. Sắp rồi. Cho mình luôn. Bạn gái chưa trả lời, bạn trai trả lời luôn. Bạn trai là máu lắm rồi. Bạn gái này ở chỗ nào? Ở bản nào? Ở bản Lấy Cú. Bản gì? Bản Lấy Cú. Lấy Cú á? Lấy Cú nó ở đâu nhỉ? Đi lên đằng 90 hay là đi đằng xuống 70? Không biết à? Mình cũng không biết cái bản đấy ở đâu các bạn ạ. Em đi xuống đây từ lúc sáng hay là chiều? Xuống từ sáng à? À vừa mới lên đến đây. Đi một mình hay là bố mẹ? À, bố mẹ đưa đi á. Bố mẹ đâu rồi? À. Bạn này mới 13 tuổi thôi. Bạn này là tán được rồi ấy gì? Tán được rồi không phải kéo đâu. Nếu ví dụ như mà bạn này không đồng ý ấy, tán mà bạn này không đồng ý mà em cứ thấy thích cái bạn ấy thì làm nào? Kéo. Kệ á. Kéo được không? Bây giờ không kéo nữa đúng không? Cái đấy chỉ là vong tục ngày xưa đúng không? Hiện tại bây giờ không làm. À, hiện tại bây giờ cứ phải tán đổ thì nhiều rồi mới cưới. Đúng rồi, tán cho đổ cái nào là khỏi cưới luôn. Em còn đi học không? Em á? Ừ. Vẫn còn đi học á? Thế mà muốn lấy vợ rồi. Học lớp mấy rồi? Học lớp 10. Lớp 10. Chứ muốn thế là cưới vợ về lại đi học tiếp à? Nghỉ đấy. Chưa muốn nhưng mà bố mẹ cứ bắt lấy. Chưa muốn rồi bố mẹ bắt lấy. Vâng. Lúc nào bố mẹ bảo mày lấy về đấy. Thế rồi sao nhưng mà nó chán đi lắm. Các bạn ở trên này còn rất là ít tuổi nhưng mà đã muốn lấy vợ lấy chồng rồi. Mà vẫn còn đi học các bạn ạ. Em gái bao nhiêu tuổi rồi? 14 à? Có chồng, có người yêu chưa? Có chưa? Chưa. Đây là mẹ à? Không, đây là cô. Cô à? À. Tên là gì đấy? Tên là gì cơ? Em tên là Hà. Tên Hà. À, Hà ở bản nào nhỉ? Em ở đây, em ở tiểu khu 4 à. À, tiểu khu 4 là ở đây luôn đó gì? Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 96. Em sinh năm 96 à? À. Em có chồng hay có người yêu chưa? À, em chưa có người yêu ạ. Chú này ông đang tán tỉnh rồi. Bây giờ là hơn 12 giờ rồi các bạn. Khuya rồi các bạn.
luôn bé hồ sả đâu bèo anh chút tụi nó thế nè họ nói tiếng Mông với nhau mình không hiểu gì đâu con ạ. Ở đây đang ở trong chợ. Mình thì không hiểu gì, mình thì cũng ở đây để xem thôi. Nhấp về xì la đi. Ồ, đi ra. Con đã là con đã là con quay Ở đây cả phụ nữ lớn tuổi này, các như các bà này cũng đi chơi nè. Cháu chào các bà nhá. Các bà cũng đi chơi à? Không biết các bạn này có nói được tiếng phổ thông hay không. Ở đây là khu vực ngã ba các bạn ạ. Đấy, các chị em phụ nữ thì ngồi ở đây. Họ đến đây chỉ đi chơi thôi các bạn nhé. Rất là nhiều. Ở trong này thì bán đồ này. Bán đồ trang phục của người Mông. Đủ các loại, đủ các màu sắc luôn các bạn. Mình sẽ đi loanh quanh ở một đoạn ở trong này cho các bạn cùng xem nhé. Mấy bạn này có cái túi xinh nhỉ, túi con thỏ. Chào em nha. Có mũ đẹp thế. Chào các em nha. Bắt được anh nào chưa? Chưa. Thế có cho anh nào bắt không? Cho anh bắt được không? Đây là khu vực vào khu hội chợ các bạn nhé. Ở trong này là khu hội chợ. Ở trong kia thì sáng mai sẽ diễn ra văn hóa văn nghệ trong này. Hai bên dọc đường vào thì mọi người bán hàng rất là nhiều đấy các bạn ạ. Ở đây cả những các chú này mang cả kèn này, kèn Mông này, không biết là đi bán hay là đi biểu diễn đây. Mọi người đi chơi ở đây rất là đông vui đấy các bạn, khá là nhộn nhịp. Duy nhất cái đêm hôm nay là mọi người chơi là đông vui nhất đêm hôm nay các bạn ạ. Và cả sáng ngày mai là mùng 1 tháng 9 các bạn nhé. Đêm nay là đêm 31 tháng 8. Chợ tình diễn ra từ đêm 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9. Ngày mùng 2 tháng 9 thì buổi sáng bắt đầu di chuyển vào cửa khẩu Lóng Sập và có lễ hội, diễn ra lễ hội ở trong cửa khẩu. Chào các em nha. Mấy bạn này đang chụp ảnh thật sướng này. Đến đây đi chơi rất vui.
đây là tuyến đường quốc lộ 6 của thị trấn Mộc Châu. Đêm nay thì cảnh sát giao thông huyện Mộc Châu đã ra quân để đi đảm bảo an toàn trật tự giao thông, bởi vì người đi lại quá là đông các bạn ạ. Đây, như các bạn thấy đây, xe đi lại lộn xộn hết. Bây giờ là thời điểm 12 giờ kém rồi, khuya rồi, nhưng mà trên đường vẫn có những các bạn trẻ vẫn còn đi lại, đi chơi. Một số người thì ngồi ở những trên cái vỉa hè này, như ở đây này, đây, bà con vẫn ngồi ở đây và tối họ cũng ngủ luôn ở đây các bạn ạ. Đây có cái bông đồng hồ bưu điện ở đây, 12 giờ kém 10 rồi. Đồng hồ bưu điện ơi, 12 giờ kém 10 các bạn nhá. Đa số họ đến đây đi chơi và ở lại đây để chơi tiếp vào ngày mai nữa, buổi sáng ngày mai nữa các bạn ạ. Họ chơi hết ngày mai là người ta sẽ đi về, cho nên họ quyết định là sẽ ở lại đây và ngủ lại đây. Họ sẽ ngủ ở những cái mái hiên của trước các cái cửa hàng này này. Họ có mang theo, chiếu, theo đồ để họ ngủ các bạn ạ. Bởi vì những ngày lễ như này thì các nhà trọ, nhà nghỉ chật cứng rồi. Người ta phải đặt phòng trước thì mới có phòng thôi. Bởi vì họ còn ở xa nên là họ về cũng muộn rồi. Nên họ sẽ ở lại luôn. Chị này có mang cả em bé đi. Em bé thì ngủ ở đằng cái điệu ở sau lưng rồi. Ở đây chắc là một gia đình họ ngủ ở những cái vỉa hè trước những cái cửa hàng này. Họ trải những cái tấm bìa cắt tông ra họ ngủ. Ở khu vực ở trên ngã ba này này, một số người thì vẫn còn ngồi ạ. Khi nào họ thấy buồn ngủ họ sẽ ngủ luôn tại đấy luôn các bạn ạ. Ông chú này đang lại đi bắt cô khác rồi, thì kéo được cô khác rồi các bạn ạ. Lúc này kéo cô kia không được, bây giờ kéo cô khác. Mình đi đằng sau để mình xem người ta kéo vợ như thế nào các bạn nhé. Ở đây thấy hai ông chú này mỗi người một xe rồi, chắc là kéo được hai cô đây rồi. Đó, bây giờ là gần 1 giờ sáng rồi các bạn nhé. Gần 1 giờ sáng rồi đấy. Bây giờ rất là ít người luôn. Để xem các chú này làm thế nào các bạn ạ. Mình cố gắng đi theo xem để các cô các chú này làm như thế nào. Họ có đồng ý để tỏ tình với nhau không? Tiếp tục đi bộ lên một đoạn nữa các bạn.
Nhưng mà thôi, mình để cho họ được tự nhiên hơn. Mình sẽ không đi theo làm phiền đâu các bạn nhé. Các bạn thân mến, hiện tại cũng là 1 giờ sáng rồi. Sáng ngày mùng 1 rồi. Cũng khá là muộn rồi, mình sẽ phải đi về để nghỉ thôi các bạn ạ. Đấy. Bây giờ đường cũng khá là vắng vẻ rồi các bạn nhé. 1 giờ sáng rồi. Bây giờ mình tạm kết thúc cái video ngày hôm nay ở đây. Tiếp ngày mai mình sẽ lại review cho các bạn xem tiếp. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo của mình nha.